Dạ, Phương Trường Thông Nhân xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tuần, em có làm clip sale các sản phẩm gia dụng, phụ kiện và các sản phẩm thông minh bên shop của em cả nhà. Thì đầu tuần em xin gửi lời chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, niềm vui hạnh phúc trong suốt tuần hết cả nhà ha. Hôm nay cũng là đầu tuần thì em sẽ có vài là sản phẩm gia dụng để sale, để giảm giá cho cả nhà săn sale hết cả nhà ha. Dạ, thì đầu tiên cái sản phẩm đầu tiên em sẽ giới thiệu cả nhà. Dạ, đây đây là tấm mạc trùm xe ha cả nhà. Đây đây là tấm mạc trùm xe máy, tấm mạc trùm xe máy xe đạp. Mình mua về mình để mình bảo quản xe, mình đậu xe ngoài sân nhé. Cầm để che nắng mưa, như hơi bụi này kia cả nhà ha. Thì sản phẩm bên em này sale cho cả nhà với giá là 35k nha cả nhà ha. 35k cho tấm mạc trùm xe máy xe đạp. Dạ, sản phẩm hôm nay đầu tuần sale thì em sẽ lên nhiều sản phẩm sale thì em sẽ chia những sản phẩm sẽ lên nhanh cho cả nhà mình xem để mình chọn sản phẩm đó nha. Dạ, là tiếp theo là đây là cây chặn xe cửa đó nha. Đây là cây chặn xe cửa mình dùng để mình ngăn chặn côn trùng cho nó không côn trùng nó không có chui vô nhà ha, hoặc là nhà phòng mình có máy lạnh mình kia đó mình chặn được cho nó không có thoát hơi lạnh ra ngoài cái nha. Rồi sản phẩm này gồm có hai màu cái nha, màu đen và màu màu nâu ha, màu nâu ha, thì cái nhà mình chọn ha, thì kích thước nó là 1 mét cái nhà, kích thước của nó là 1 mét ha, thì về là mình cắt hoặc là mình mới vừa hôm đi thì mình cắt ra cái nhà, và sản phẩm cây chặn xe cửa này thì em sale với cái nhà là 10 10 cây cái nhà, 10 cây một cây này ha, thì cái nhà lựa chọn màu mình ha. Dạ rồi, tiếp theo là sản phẩm tiếp theo cái nhà, dạ đây là ly thủy tinh cái nhà. Đây là ly thủy tinh diễn hay ly thủy tinh mình để uống cà phê sữa hay là kia, nó có kèm theo ống hút luôn cả nhà. Nó có đây cho cả nhà xem ha, nó có kèm theo lớp bọc da cả nhà, bọc da để mình chống khi mình nước sôi đi hay là kia nó chống nóng ha, có kèm theo ống hút luôn cả nhà, nó giữ nhiệt, ly thủy tinh giữ nhiệt kèm ống hút luôn, mình dùng để mình lấy cà phê sữa cà phê những uống nhiệt những nóng thì nó có kèm theo là cái túi cái bao da, dạ bao da như vậy, cái túi da để mình tạo cái độ đẹp sang với mình cách nhiệt cái nhà. Dạ rồi, với sản phẩm ly thủy tinh kèm bao túi da này thì em xem cho cái nhà với giá là 25k cái nhà, 25k thôi, chỉ 25k cho cái ly thủy tinh kèm bao da này cái nhà. Dạ rồi, tiếp theo qua sản phẩm tiếp theo ha, những sản phẩm mà em xem em sẽ lên nhanh lên cho cái nhà mình chọn lựa nhà. Dạ rồi, dạ tiếp theo đây là sản phẩm dạ tiếp theo đây đây là sản phẩm giá lụi các nhà, đây là sản phẩm bộ giá xe và giá xe dành cho chỗ xe không buộc các nhà. Với sản phẩm này thì nói chung là mình giá xe nó sẽ không có bền, nhưng mình cũng phải thủ sẵn trong cái xe mình những khi mình đi đường xa các nhà, hay đi ban đêm hay đường xa mà khi mà xe lỡ có bị xì lốp hay bị cũng bánh mà không có chỗ mình để giá đó thì mình để giá tạm để mình di chuyển tới cái chỗ mình giá cái nha. Nhiều khi dắt khi anh chị em mình đi đường xa mà dắt khuya đó thì cái chỗ sửa xe thì giá xe thì rất là khó nha, mà nhiều giá như vậy không được nữa thì mình cũng rồi kèm theo cái sản phẩm này để cái gì mình sửa trái cái nha. Rồi đi sản phẩm bộ giá xe không được này thì em xe cái này với giá là 20k cái nha, 20k nó gồm 3 tiền cái nha, nó gồm ba tiền mình có thể cắt em sử dụng được nhiều lần ha, như hotel và cây lụa và cây để đưa tiền vô ha. Dạ, sản phẩm này nó rất là tiện cái này ha, nói chung là mình còn bỏ còn mỗi lượng phải đủ một cái này để mình bỏ cái xe nhiều khi gặp trường hợp cắt bát cái nhà ha. Rồi sản phẩm này em chốt cái nhà là giá 20k cái nhà ha. Dạ, thì cả nhà có yêu mến cái sản phẩm bên em mình shop em thì cả nhà cho em xin một like nha, một like và một lượt đăng ký chia sẻ kênh của em, để có khi nào em có sản phẩm mới về sản phẩm mới hoặc là có sản phẩm để em xả kho xả hàng thì em làm biết em đăng lên thì báo gì cho cả nhà biết ha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo dạ đây đây là cây lau kính cả nhà, cây lau kính cái dài cây lau kính này mình có thể kéo dài được cho một mét cả nhà, một hai dạ. Dạ mình có thể mình kéo dài ra được mét, một mét hai thì hai dạ cây lau kính mình có thể kéo dài được 1 mét cả nhà đó, mình có thể mình kéo dài thu gọn lại rất là gọn cả nhà, mình có thể mình bỏ được để gì vệ sinh lau kính xe ô tô xe xe tải hoặc là lau kính kính cửa
các cái cửa kính ở xung quanh nhà mình ha, nó thu gọn rất là gọn, nhưng mà không có rệt, nó sẽ rất là gọn, rất gọn gàng ha. Phải tăng đưa dài ngắn tùy mình nha cả nhà ha. Dài với cây lau kính này thì em để cho cả nhà với giá là 25k nha cả nhà, 25k cho cây lau kính này, có thể mình thu gọn được cái dài vậy nha cả nhà, mét nha ha. Dạ rồi, tiếp theo là sản phẩm đây là dụng cụ lãi bắp nha cả nhà ha, dụng cụ mình để mình tập học bắp nha cả nhà. Đó, thì có thể mình dùng để mình tập bắp để mình xào hoặc là mình nấu súp hay này kia cái này ha, nó rất là nhanh gọn cái này ha, đó, nó cũng dễ sử dụng này nha. Đây đó, nó có lưỡi, cái này là lưỡi để mình sắn mình lấy bắp đi cái này ha, đó, mình phải cầm đẩy ra đó, thì khi mình đẩy về cái hộp nó sẽ bắp nó sẽ rơi vào đây đó, nó sẽ văng rớt ra ngoài, nó rất là tiện lợi cái này ha, nó lại rất là sinh lực, tiết kiệm thời gian nha cái nhà. Dạ, với dụng cụ mình lấy bắp này thì em sẽ cái này giá 15k thế nha, 15k cho dụng cụ lấy bắp này thôi, nhưng mà rất tiện lợi. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo nha cái nhà, sản phẩm giai đoạn này thì em sẽ lên nhanh để cho cái nhà chọn được ha. Dạ đây, dạ tiếp theo là cái sản phẩm xay tỏi cái nhà ha, dụng cụ xay tỏi, dụng cụ xay tỏi nha cái nhà, dụng cụ xay tỏi mình dùng dây tiều ha, này nói chung là dùng bằng kéo bằng tay ha, dùng cái xay tỏi bằng tay. Đây cái được nhanh chậm mạnh yếu là do mình hết nha, đây là cái để mình kéo đây cái nhà, khi mình kéo muốn nhanh chậm thì mình nói chung nó có trợ lực, có so thâu dây lại nha cái nhà ha. Đó, lưỡi cắt thì hai lưỡi ha, hai lưỡi nó rất là đẹp nha cái nhà, mình sẽ phải sử dụng cho nên là biết mình gian biết mình rất là tiện lợi cái nhà ha. Xay tỏi ớt lên rau, mấy rau mùi, rau thơm nữa cái nhà, có thể sử dụng tùy theo mục đích của mình ha. Dạ, với dụng cụ xay tỏi cầm tay này thì em giảm cho cả nhà giá là 20k nha cả nhà, 20k, dạ 20k cho sản phẩm xay tỏi cầm tay này nha cả nhà. Dạ, xay tỏi cầm tay này em giảm cho cả nhà giá 20k cả nhà, chỉ 20k thôi, với dụng cụ này là quá ok cả nhà, quá đẹp. Dạ, hợp rất là rồi. Tiếp theo em đây, dạ đây là cái túi mình bỏ đồ để giặt cái nhà ha, gia đình mình có thể mình bỏ vớ hoặc là những cái đồ nhỏ của mình đó cái nhà, mình bỏ riêng ra mình giặt để không có bị uốn quấn vô, khi mà quấn vô quần áo mình ha, những cái móc, những cái móc này thì nó móc rồi nó quấn, nói chung là làm rồi cái này cái túi quần áo cho máy giặt này thì sẽ có ngày giá 15k cái nhà, 15k cho một túi đựng quần áo ha, túi quần áo khi giặt nha cái nhà. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo đây đây là sản phẩm mình kệ kệ để bàn chải đánh răng nha cả nhà, kệ để bàn chải đánh răng kèm theo bàn chải đánh răng với có cái bộ để cho cái đánh răng luôn, để vừa cái bộ sản phẩm như vậy ha cả nhà. Đây là này là mình chỉ cần là mình dán cho nó có phía sau là nó có keo dán mình dựng lên thôi đó, sản phẩm nó được kèm là một bộ để bàn chải nha cả nhà. Và bên đây là mình để cái đánh răng, và khi mình muốn lấy kem răng mình tìm chỉ nhấn thôi, mình nhấn đánh nhấp nhấp nhả thì nó sẽ tự lấy kem răng ha, nhưng mà tiết kiệm cái dùng sản phẩm này tiết kiệm kem ha, khi em bé những em con mình thì nó không biết nó nặng nên bớt quá tay thì em giải ha, dùng bộ nào cho phép bé cái bé tự lấy kem ha, khi mà không có bị kem ra nhiều ở cái nhà ha. Dạ rồi, với sản phẩm dụng cụ lấy kem răng này thì em cái giá 25k cho cái nhà, 25k cho sản phẩm này ha. Dạ rồi, qua cái sản phẩm tiếp theo nha. Dạ đây ạ, dạ đây là sản phẩm dây phơi đồ cái nhà ha, đây là dây phơi đồ 10 mét cái nhà, dây phơi đồ này là 10 mét dây phơi đồ, nó là một dây gân cái nhà ha, mình có thể kéo dài được 10 mét, nó có móc treo luôn cái nhà ha, những nó có thiết kế là có nó phân cách một cách vậy nè, dạng như mình phơi quần áo nó không bị tụt cái nhà ha, thì mình tăng ra dây nó bị thông á, quần áo nó sẽ không bị tụt nha cái nhà, dây gân nó làm rất là chắc chắn cái nhà ha. Nó sẽ chơi nó phần dần từ đâu vậy, nên mình theo quần áo nó không có bị tụt, bị chạm nó dính vào nhau, nó sẽ tạo khoảng cách mình cho đồ mình áo khô hết nha. Dạ, dính dây treo quần áo này 10 mét dây treo quần áo này thì em sẽ tính là 10k nha, 10k cho sản phẩm này ha, rồi thôi mình đây sản phẩm dây treo quần áo này nha. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo đây là sản phẩm cũng là xay tỏi luôn hết nha, xay tỏi dụng cụ xay tỏi bằng tay luôn ha. Dạ, vì dụng cụ này nó cũng đã lâu lắm rồi, thì hôm nay con em không thấy nó còn xay cả nhà ha. Dạ, thì cái này mình chỉ bỏ tỏi vô rồi mình xay cả nhà ha, nó có những cái măng cưa này nó sẽ nghiền tỏi mình ra đó, mình chỉ việc xay thôi. Dạ, với sản phẩm này thì
Em ở nhà là 10 cây nha, 10 cây của sản phẩm sẽ đổi em tìm tay nha. Dạ rồi, và sản phẩm tiếp theo đây nha. Dạ, sản phẩm tiếp theo đây là chai xịt. Dạ, đây là chai xịt khử mùi ha, chai xịt khử mùi dài ha. Mình sẽ, đây là cái chai là mình có thể mình xịt khi mà anh chị mình làm văn phòng á, nguyên dài thường xuyên nguyên ngày đó, mình có thể dùng cái sản phẩm này để mình xịt vô dài để giảm bớt cái mùi trong dài mà không ra nha ha. Cũng là cô thoáng cho cái giò mình cô thoáng ha. Dạ, với chai xịt khử mùi này thì em xem cái nhà là 25k chứ nè, 25k cho cái sản phẩm chai xịt khử mùi dài này nha. Dạ rồi, tiếp theo sản phẩm đó, tiếp theo là cây, đây là keo giá tường nha, đây là keo giá tường, mình dùng để mình giá những cái khe nứt của tường á, lâu năm nó nứt hoặc là bị ẩm mốc đó nha, ẩm mốc lông riêu thì nó nứt á, thì mình dùng keo này để mình giá nha, keo này keo giá tường á. Dạ rồi, hôm qua nó là cái sản phẩm rồi nè, dạ này em sẽ cái nhà giá 30k, cái nhà 30k cho cái tiếp keo giá tường nha, cái nhà trọng lượng của nó là 250g cái này ha. Dạ rồi, em sẽ qua mau cái sản phẩm gia đình này. Dạ rồi, tiếp theo đây là sản phẩm nói chung là mình ngăn bụi khi mình khoan tường cái này ha. Đây sản phẩm để mình ngăn bụi khi khoan tường, để mình khoan tường trong phòng mình phòng khách hay là phòng ngủ này kia, mỗi lần mình khoan thì bụi nó bay tùm lum làm cho mình phải dọn vừa nói chung là mình rất dọn rất là cực cái nhà. Thì cái sản phẩm này cả nhà cũng đưa cái lưỡi khoan vô thôi, đưa cái mũi khoan vô rồi cái nhà khoan đó, nhà khoan thì tất cả bụi nó sẽ nằm bên trong hết đó, nó không có văng bụi ra ngoài. Khoan xong rồi mình đem đi đổ thôi, nó rất là tiện, nói chung là không làm mất thời gian khoan cho mình. Khi mình khoan xong mình phải dọn dẹp rất dọn rất là cực cái nhà, cảm giác là cái nhà đã cũng biết mà. Dạ, cái sản phẩm ngăn bụi mới khoan này thì em nhà giá 30k nha các nhà, 30k cho sản phẩm ngăn bụi và khoan tường ha. Dạ rồi, cả nhà có yêu mến cái sản phẩm bên shop của em thì cả nhà cũng cho em xin một like nha, cho em xin một like và một lượt đăng ký để khi em làm có sản phẩm sale hoặc là về sản phẩm mới thì làm biết báo về cho cả nhà các nhà. Rồi đây là sản phẩm tiếp theo ạ, là cây, đây là cây ngồi lửa nha các nhà, đây là cây ngồi lửa, cây ngồi lửa. Đây là sản phẩm cây màu lửa ha, màu lửa cho bếp cồn hoặc là bếp ga, bếp cồn cho các quán ăn ha, hoặc bếp ga thì là bếp ga nhà mình nó không có đủ thì mình có thể dùng để ngồi luôn ha, ngồi quạt nhưng mà thì nó nguy hiểm khi nó không tay ha, thì cái sản phẩm này mình có thể mình ngồi rất an toàn ha cái nhà, nó có đây nó có cái khóa ha cái nhà ha, đây cái khóa đó. Nó có lửa luôn ha cái nhà, nó có nó ra lửa luôn, nhưng nếu mình xài khi mà mình xài đã hết ga luôn, anh này nó có ra lửa, nó có xài ra nó, nhưng mà khi mình xài hết ga mình có thể mình ngồi được cái nhà nó ngồi bằng PC lửa thì đây ha, khỏi nhưng mà khỏi cần lửa mình chỉ cần bấm thì cái là nó sáng, nó sẽ cháy cái nhà ha. Dạ, cái sản phẩm cây ngoài lửa này, cây ngoài lửa còn bếp ga này thì em ở nhà giá là 15k thôi cái nhà ha, 15k thôi. Mấy cái sản phẩm xe bên em thì nó không còn nhiều nữa cái nhà, nên cả nhà đang cũng mới tỷ sản phẩm là mình ưa thích thì cả nhà chốt cho em ha, chốt cho em còn cách mình điện thoại lên em đã số điện thoại trên màn hình đó cả nhà chốt đơn thì cả nhà điện thoại rồi đó để chốt cùng sản phẩm mình ưa thích ha, hoặc là bình luận dưới bên dưới nha, thì anh xem mình sẽ chốt hàng cho cả nhà nha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo ạ. Dạ, sản phẩm tiếp theo đây ạ, sản phẩm tiếp theo đây là tiếp theo đây là chạy inox anh nhá, chạy inox, đây là sản phẩm chạy inox để mình bắt vô mấy cái giò nước mình rửa cái này ha. Đây là inox để mình bắt vô cái giò nước rửa cái nhà, để như thế mình xà bông hoặc là mấy cái bông lau rửa chén cái nhà bắt đây đó, nó đi kèm cái dụng cụ đây để mình bắt vô cái giò labo ha, cái giò nước labo để mình rửa chén gì đó mình để các bông lau rửa chén hoặc xà bông, nói chung là rất là tiện cái nhà, nói chung là nó cũng đỡ chiếm diện tích cho cái bếp của mình ha. Dạ, cái sản phẩm này thì em xem cái nhà là 25k cái nhà, chỉ 25k là sản phẩm chạy treo vô về nước thôi cái nhà ha. Dạ rồi, chạy nó về nước rồi, tiếp theo
Tiếp theo đây, đây là sản phẩm tiếp theo là cái đây bàn chải, bàn chải chà lưng nha, bàn chải chà lưng kèm theo cái bông 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 tắm luôn cả nhà ha. Đó, hai con ngọt nha cả nhà. Đó, mình rất là cái gì khi mình tắm những cái vùng phía sau lưng đó mình không có gà không có tỳ được á thì mình dùng bàn chải cả nhà. Đó, đây bàn chải mình vừa chà lưng nha cả nhà. Đó, vừa chà lưng đây là nó có con bông tắm như đây ha, mình vừa thảo bọt xà bông và vừa chà lưng nó rất là tiện cả nhà. Mình vệ sinh tất cả dùng sau lưng mình ha, không cần phải để lại cây này ha, rất là sạch sẽ. Nói chung là mình vệ sinh vô cùng kỹ rồi. Với sản phẩm cây trà linh kèm bông tắm này thì 2.1 thì em sẽ nhờ giá 15 k nha, 15 k thì người ta cho sản phẩm này nha. Những cái sản phẩm mà em sale thì sản phẩm thì ông to thì thấy nói chung không, mình cái sản phẩm không còn nhiều cả nhà, nên cả nhà tranh thủ mình mua sản phẩm nào thì sản phẩm nhà tốt đặt hàng ha. Dạ rồi, đây là sản phẩm tóc treo bàn chải. Dạ đây là cốc treo bàn chải kèm theo là có cốc đựng nước nha cả nhà, cốc đựng nước để mình xúc miệng đánh răng ha. Dạ đây đây là dạy móc treo đây, thì nó có một cái bát để treo dán, mình dán vô rồi mình phía sau là nó có cái đó, cái này cái bát để mình dán cố định vô hết nha, mình không cần phải quan hay là gì hết, chỉ mình dán thôi. Dạ đây phía trên đây là để mình để bàn chải ha. Dạ phía đây là một cái cốc nha cả nhà, đây là cái cốc để mình đánh răng xúc miệng ha. Đó mình kéo ngược nè, cái này đó mình kéo ngược nó giữa cái này là cái cốc mình kéo ra rồi mình đẩy xuống xong rồi răng xong mình bỏ vô đó, rất là tiện cả nhà ha, dùng để xịt miệng đánh răng. Dạ rồi, sản phẩm này có kèm bằng chải, đồ kèm bằng chải có kèm cốc ly xịt đánh răng cả nhà, thì mình sẽ cho cả nhà giá 25k cái nhà. Dạ 25k cho cái sản phẩm này ha. Dạ rồi, theo sản phẩm tiếp theo ạ. Dạ đây, sản phẩm tiếp theo đây là dụng cụ làm kem cả nhà, dụng cụ làm kem que, dụng cụ làm kem que. Cái này nó có tám que cả nhà, cụ này gồm tám que ha, gồm tám que kem nha. Trời nắng này kia thôi, gia đình mình làm kem cho các bé ha, mua ở ngoài thì dinh dưỡng nó không có bằng, thì ở nhà mình cứ xài sinh tố này kia đó, có cái cây nào mình đưa ăn không hết á thì mình xài, mình dùng phải xài mình xài rồi mình đổ vô khuôn này, còn bỏ vô tủ lạnh để mình làm kem cho các bé ha, ăn vừa có dinh chất dinh dưỡng đó, mình làm gia đình mình vừa có chất dinh dưỡng, nói chung là rất là tốt sức khỏe cho bé ha, vừa cho tốt cho mình vừa mình có thể dùng tốt cho dân ạ, nhưng mà rất là tiện ha, không có mua kem ngoài thì làm không có dinh dưỡng vệ sinh bằng ha. Đó thì nó kèm đây tám que đó nha, tám que là tám que kem nằm đây đó, kèm tám que đây cái nhà ha, thì mình chế vô rồi mình học que vô thôi cái nhà ha. Đó mình học que vô đó, rồi mình chế cái mình muốn làm kem gì thì mình chế đây ha cái nhà ha, rất là tiện lợi, mình để lạnh thôi. Nói chung là dùng còn mình làm tại nhà thì nó sẽ vệ sinh và chất lượng hơn cả nhà. Dạ rồi, với sản phẩm bộ dụng cụ làm kem tám que này thì em sẽ cái nhà giá 25k nữa nha, 25k thôi. Sản phẩm này còn không nhiều. Dạ cả nhà thích món nào thì cả nhà chốt đơn cho em ha, điện thoại trên màn hình nha cả nhà. Cả nhà chương trình thì em xin một like, một đăng ký nha cả nhà, đăng ký kênh để khi em sale sản phẩm thì cả nhà nói gì cho cả nhà nha. Dạ rồi, tiếp theo đây, đây là áo mưa nha cái nhà ha. Dạ, đây áo mưa trong suốt nha, áo mưa trùm trong suốt nha cái nhà. Đó, đây là áo mưa trùm trong suốt, bắt đầu nha cái nhà ha. Thì giá sản phẩm thì em mấy sản phẩm em qua nhanh ha. Em xem nhà giá là 35k nha cái nhà, 35k cho sản phẩm áo mưa trùm trong suốt này nha. Dạ rồi, tiếp theo là đây áo mưa bộ cho bé nha cái nhà, đây là áo mưa bộ cho bé. Áo mưa bộ cho bé em còn được, nói chung là cũng không tới chục cái đâu, đủ size nha cái nhà. Nói chung là không có đủ size, có size 4, size 6, size 8 ha. Đó, thì size 8 thì từ các lớp 1 trở lên. Size 4 thì 5 tuổi, 4 tuổi ha cái nhà. Nói chung còn có không đủ size thì khi mà cái nhà chọn thì em sẽ lựa nhắm lựa màu thì mỗi nguyên nha cái nhà, không có đủ màu cái nhà ha. Còn này cũng không có được sale. Dạ, thì áo mưa bộ này dành cho bé đó. Dạ, áo mưa bộ dành cho bé. Quần áo ha cái nhà ha. Không có quần áo nha, thì để cái nhà là một bộ đó là 60k nha cái nhà ha, 60k cho bộ áo mưa bộ thì dành cho bé nha, 60k hết nha ha. Rồi tiếp theo áo mưa đây là áo mưa dạ quang nha cái nhà ha, áo mưa dạ quang một đầu nha cái nhà, áo mưa dạ quang một đầu có kiếm cầm, có một con kiếm cầm ha, có mẫu như vậy này nè cái nhà ha, có nón đó, nón che đẹp cái nhà giờ ha, nó có nón mũ che nè ha, mũ che bằng lưỡi cứng nha, và hai tay kiếm luôn nha cả nhà ha. Đó, phía trước là
nội trong để mình có thể mình gọi là đèn pan thì được hết nha ha. Dạ, với sản phẩm áo mưa thủ quan này một một đầu này thì em gửi cái ngày giá 90 nha, 90k nữa nha ha. Dạ rồi, còn tiếp theo cũng áo mưa sáng quang luôn, áo mưa sáng quang nhưng mà loại này là loại hai đầu nha, loại hai đầu sáng quang loại hai đầu này em sẽ cái ngày giá là 100k, 100k cho cái loại này. Đây là loại mũ nhựa tốt nha, nhựa tốt nha, nhựa sáng quang nó rất là tốt, rất là dày chắc chắn nha, không phải mỏng manh nha cả nhà ha. Rồi, sản phẩm áo mưa sáng quang hai đầu này em gửi cái nhà là 100k nha cả nhà ha. Dạ rồi, tiếp theo ạ. Sản phẩm theo đây, dạ đây là bộ đây là một hộp, hộp là 10 đôi giới nha ha. Dạ, hộp 10 đôi giới, hộp 10 đôi giới đủ mà đủ loại nha cả nhà, đủ màu, trắng có ha, đen có, xám có ha, mỗi loại là hai đôi 10 đôi nha cả nhà. Một hộp thì là 10 đôi giới ha, mình cho giới giới ngắn nha cả nhà, giới ngắn cho các anh ha, các chị mua về tặng cho ông xã mình hoặc là bạn trai thì nói chung là rất là tiện đó nha. Một hộp này 10 đôi, 10 đôi này em xem chỉ còn giá là 45k đó nha, 45k, 45k cho sản phẩm 10 đôi giới, sản phẩm nó vô hộp vàng đó nha, chỉ 45k thôi. Dạ rồi, tiếp theo sản phẩm tiếp theo ạ. Dạ dạ đây đây là sản phẩm cắm sạc nha, cắm sản phẩm này là dụng cụ sạc dành cho xe máy nha, được vô xe máy á, dùng các anh mà hay đi phượt á, hay đi phượt đi đường xa, mình mua sản phẩm như vậy là mình chỉ cần cấu dây vô đường dây 12V thôi, dây bình dây sạc bình sạc bình xe của mình á. Dạ, bình điện đó mình nói trực tiếp hai đường nó vô thôi, thì mình dùng cố định chỗ nào đó, cố định đặt chỗ nào trên xe máy á, mình có thể mình vừa chạy xe vừa mình sạc điện thoại luôn các nhà, dành cho các anh hay vừa hoặc là shipper cũng như là anh ráp này kia đó, rất là tiện các nhà, không sợ mình không sợ hết pin xe điện thoại hết điện thoại khi mình tối ngủ quên sạc thì có thể là mình sạc trực tiếp đi mình đi làm luôn ha, rất là tiện lợi các nhà ha. Có một cổng USB và một công tắc các nhà, nó kèm theo một cái đường dây rất là dài đủ cho mình thiết kế đặt bất cứ chỗ nào trên xe máy mình thấy nha. Dây nó có sẵn luôn, nó cũng dễ lắp đặt lắm, dễ nói chung là mình tìm người dây nói gì mình thôi là ok ha. Với sản phẩm đặt sạc, đặt sạc dành cho xe máy này thì em để cho cái nhà với giá là 45k nha cái nhà, 45k, 45k cho sản phẩm đặt sạc cho xe máy này ha. Dạ, 45k, 45k cho sản phẩm đặt sạc cho xe máy. Rồi, tiếp theo ạ, sản phẩm tiếp theo. Dạ đây, sản phẩm tiếp theo đây là đốt sạc nha, đốt sạc điện thoại, đốt sạc điện thoại đây là 2A cái gì ha, đốt sạc này, đốt sạc này cũng đốt sạc nhanh ha, em có sạc thử rồi, đốt sạc điện thoại 2A, thương hiệu là Smart cái gì ha, có thương hiệu này là hàng hợp, có thương hiệu cái gì ha, của Smart ha. Dạ rồi, đốt sạc này em để cho cả nhà giá là 45k cái nhà, 45k cho cái đốc sạc điện thoại này ha, em đi hết cái dòng bên của điện thoại nha. Đây đây là cấp sạc, đây là cấp sạc thay xe cái nhà, thay xe cấp sạc, thay xe cấp sạc này là cấp sạc 3A, nó dài là gần 1 mét cái nhà ha, 0.9 đó, cấp sạc đầu hiệu của Bizen ha. Đó, đây là dạ thì khách sạn này em cái nhà là 45k nha cái nhà, phẩm nằm tổng hợp hàng chính hãng của xe này cái nhà. Rồi đây cũng là cách sạc nhanh cái nhà ha. Dạ rồi, khách sạn này em để cái nhà giá 45k nha cái nhà. Dạ rồi, đây là cái lốp này, lốp sạc iPhone. Dạ, lốp sạc con lốp sạc của iPhone ha, hồi xưa đó sạc luôn của xe luôn cái nhà ha. Đây sản phẩm này em hiện đang sale cho cái nhà giá là 35k cái nhà, 35k, 35k cho sản phẩm này ha. Dạ rồi. Dạ đây là sản phẩm cấp sạc ba đầu hết nha, cấp sạc ba đầu có dây rút ha, cấp sạc ba đầu dây rút nha cái nhà. Đó, nó rút có thể dài được 1 mét mấy cái nhà.
sạc này có ba đầu đủ các dòng máy mình thông dụng hiện nay ha, đầu micro nè, đầu lan nè, và tai xe nè. Thì khi mà mình muốn rút ngắn thì mình biết là rút ngắn đầu bên đây, thì mình muốn rút đầu bên đây thì mình kéo đầu bên đây, thâu đầu bên đây thì nó sẽ tự rút lại cái nhà đó, mình kéo nhấp nhấp nhả về thì sẽ tự nó rút ra. Mình có thể mình kéo dài hết lóc nha cái nhà, hết lóc phải dài cái máy cái nhà rất là tiện lợi cái nhà, nó dài nha cái nhà đó, mình thâu lại mình chỉ cần nhấp bên đây thôi đó, mình nhấp nhấp nhả thì nó sẽ tự thâu là ha, rất là gọn cái nhà, rất là gọn, rất là tiện luôn. Không thôi dính dính bận gì thì hay hả, với cái cách sạc ba đầu dây rút này thì em để cái nhà giá là 30k cái nhà ha, 30 và 30k cho sản phẩm dây rút này, cách sạc ba đầu dây rút này ha. Dạ rồi, dây dẹp nha cái nhà, dây dẹp ạ. Dạ rất ok ha. Dạ đây là tiếp theo ạ. Dạ đây tiếp theo đây là sản phẩm ổ điện đó cái nhà, đây là sản phẩm ổ điện, ổ điện nó có ba cổng, ba cổng sạc ha, ba cổng sạc mình cho sạc điện thoại ha, ba cổng sạc điện thoại, ba ổ USB để mình sạc điện thoại, cắm cái dụng cụ xài USB đó, và là ba ổ cắm ba chui ha, có thể cắm hai chui ba chui gì cũng được, ba ổ cái nhà, ba ổ cắm ha, và có cùng ba cụ cái nhà, ba cụ và dây dây kèm theo em một hai mét cái nhà ha, và dây là 2 mét cái nhà ha, về nửa tiếng rất là chắc chắn rồi nha. Cái sản phẩm ổ cắm này, ổ cắm kỹ thuật này thì em để cho cả nhà giá là 80k nha cả nhà, 80k cho sản phẩm này ha. Dạ, ổ cắm điện dạ 80k cho sản phẩm này nha. Dạ rồi. Dạ đây. Và tiếp theo sản phẩm tiếp theo đây, đây là video dùng video mic dùng để mình quay phim ha, dùng để quay phim để mình thu âm quay phim dành cho anh quay dã ngoại đó. Mình quay cảnh ở ngoài ngoài hoặc là đi đi xe, mình vừa quay vừa chạy xe đó thì đây nó giảm tiếng ồn các bạn ha, bây giờ để giảm tiếng ồn ở bên ngoài khoảng cách nó có thể là 20 mét các bạn ha, nói chung vừa giảm tiếng ồn vừa có thể mình người quay và người nói đứng xa có thể 20 mét vẫn mất sóng này các bạn ha, nói chung là dành cho các anh quay YouTube hoặc là anh quay ngoài ngoài cảnh hay kia rất là tiện lợi ha, không có tiếng ồn nữa, âm thanh mình được thông thảo hơn. Và hiện tại em đang sử dụng cái sản phẩm này cái nhà, em đang quay clip em sử dụng sản phẩm này nữa, sử dụng đủ 35k cho sản phẩm micro này hết cả nhà ha. Giờ đây là sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu cả nhà, đây là dĩ pin, đây là dĩ pin sạc nha cả nhà, dĩ pin sạc Sony ha, dĩ pin sạc Sony 2.2A cả nhà, khi mà dùng cho đồng hồ các đồ chơi của bé cả nhà, khi mình mua này về mình sạc thì nó cho các bé chơi thoải mái ha, chứ mua pin gửi ngoài thì xài nói chung là xài xong rồi được rất là tốn kém cả nhà ha, mua xong pin sạc này thì mình xài rất là ok, nói chung là dành các anh mà đi mặt sống hay là kia đó, mặt sống mình có thể mình dùng để mình mua về mình sạc rất là tiện cả nhà, rất là tiết kiệm luôn cả nhà ha. Với sản phẩm hai dĩ pin hai pin 2A pin sạc này thì em để cho cả nhà giá là 35k nhé nha, 35k cho sản phẩm pin sạc này nha, sản phẩm pin sạc 2A này này của hãng Sony hết nha ha. Dạ Sony ạ. Dạ rồi, ok thì cái pin kèm theo cái sản phẩm pin sạc đó thì có pin thì mình phải có cái đầu để mình sạc pin nha, thì đây là sản phẩm sạc pin, đây là cái đồ sạc pin, sạc pin cho pin 2A 3A, nói chung là mình có thể mình dùng để mình sạc pin 2A 3A cái nhà ha. Đó, sạc một lần là 1 2 3 4 cục cái nhà ha. Họ sạc một lần là 4 cục pin ha. Đây cũng hiệu bao cái nhà ha. Đó, rất là chất lượng nha cái nhà. Rất là nặng nha. Sạc là ok. Nó vừa có thể mình sạc được pin 2A 3A, có thể mình sạc được thành pin chính vuông, pin vuông đó nha, pin vuông nhiều dụng cụ bây giờ vẫn còn có thể sử dụng pin vuông được nhiều nha, đó nó sạc đủ loại pin cái nhà, vừa 2A vừa 3A vừa pin chính vuông luôn, pin vuông đó. Dạ rồi, với sản phẩm dụng cụ sạc pin này thì em đặt cái nhà giá là 85k cái nhà, 85k cho sản phẩm dụng cụ sạc pin 4 pin ha, dụng cụ sạc 4 pin 2A 3A vừa chính vuông luôn, dạ rất là rẻ, rất tiết kiệm luôn cả nhà ha. Dạ rồi, em qua sản phẩm
cả nhà có yêu mến shop em và cái sản phẩm bên shop em thì cả nhà cho em xin một like đọc được đăng ký để khi mà em có sản phẩm mới hoặc là sale xã hàng tồn thì em làm biết bán cho cả nhà biết hết. Dạ rồi, tiếp theo ạ. Dạ đây là sản phẩm là của phát Bluetooth các nhà ha, USB Bluetooth. Bluetooth các nhà. Đây là phát phát USB Bluetooth ha. Phát USB Bluetooth 5.0 ha. Mình dùng để mình kết nối điện thoại, laptop là máy tính là lo. Mình chỉ cần có cổng USB thì Windows thì nó sẽ truyền dữ liệu cho các thiết bị mình khi có Bluetooth mình có thể mình chuyển nó thành có Bluetooth các nhà ha. Tủ lo này kia. Kết nối không có Bluetooth mình ghim là dây đường USB thì nó sẽ tạo ra là các Bluetooth dây các nhà ha. Rất là tiện luôn các nhà. Sản phẩm nó kèm với cục rất là đơn giản, rất là gọn các nhà ha. Dạ cái sản phẩm này em để cho cả nhà với giá là 50 các nhà. 50k. Dạ 50k, 50k cái sản phẩm này ha. Dạ rồi. Cũng tiếp theo đây sản phẩm là cũng biến lo thường âm ly, lo thường âm ly hoặc lo thường thành lo lưu luôn các nhà. Dạ đây. Đây cũng là sản phẩm lo lưu các nhà. Dạ đây. Đây là USB Bluetooth luôn. Đó. Thì USB Bluetooth này mình sử dụng hơi phức tạp hơn cái hàng cục này các nhà ha. Này thì nó gọn ha. Dạ đây. Đó, cái USB này thì mình chỉ cần mình đây là cái đầu để mình ghim vô cái con cốc sạc các nhà ha, cốc sạc điện thoại. Và đầu này nó có jack 3.5, đầu này dùng jack 3.5 để mình ghim ghim vô. Và đầu này mình ghim vô lo, cái lỗ con của lo hoặc âm ly. Nếu âm ly thì mình dùng mua cộng cáp hai đầu bông sen ra một jack 3.5 cái nhà. Thì một đầu mình jack 3.5 mình ghim vô đây và hai đầu bông sen mình sẽ ghim vô cái hai đầu tiếng vô cái ngõ vô của âm ly các nhà, thì mình có thể mình phát Bluetooth kết nối điện thoại, mình có thể cái tên điện của USB này là đông lê nha các nhà. Đó, mình chỉ cần tạm trên Bluetooth của điện thoại mình tìm tên đông lê mình kết nối thì nó sẽ kết nối đưa âm thanh rồi phát lên âm ly mình ha. Rồi đi trực tiếp lên lo luôn, không cần tiền, không phải là tốn dây mình ngồi kết nối trực tiếp đúng đường dây đồng tiền điện thoại ha, rất tiện lợi nha các nhà. Dạ sản phẩm USB Bluetooth này thì em cái nhà giá cũng 50k luôn các nhà. Thì hai loại này thì cả nhà mình lựa chọn ha. Đó, thì cả nhà mình lựa chọn cái sản phẩm kết nối Bluetooth cho thiết bị của mình ha. Dạ rồi, hai sản phẩm này là đồng giá 50k các nhà ha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo ở đây. Đây là dụng cụ móc khóa ha. Dụng cụ này là dụng cụ 11 sản phẩm trong một các nhà ha. 11 sản phẩm trong một. Nó gồm là đây. Hình nó như hình đó các nhà, những sản phẩm nó gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sản phẩm là 11 đây. Dạ sản phẩm này là 11 trong một ha. Đó, mình có vừa có kéo nè, cưa nè, dao nè, cui bia nè, cui rượu xung quanh nè, dũa nè, dạ thì nói chung là 11 sản phẩm trong một ha. Mà dạ với rất là tiện đó nhà này, với sản phẩm này em sẽ cái nhà là 45k đấy nha, 45k cho sản phẩm này ha, cái sản phẩm phụ 11 trong 1 ha. Để rồi qua tiếp ạ. Dạ đây, dạ đây là sản phẩm kìm cắt nha các nhà. Đây là kìm dụng cụ để mình cắt tỉa, nói chung dụng cụ để mình ghép ghép cây ha. Đó, dụng cụ để ghép cây ghép cành dành cho các thợ làm kiểng chuyên mình ghép cây giống hoặc là mình ghép kiểng này kia các nhà. Đó, sản phẩm mình dùng rất là tiện lợi ha, rất là nhanh chóng, không cần phải giao nó rất là chính xác đó nhà ha, rất chính xác luôn. Dạ đây nó có thể mình cắt ra sẽ ra gì các nhà, nó còn như hình ha, khi mình cắt nó sẽ ra đốt liền, khi nó ra góp đều với nhau, nói chung là rất là chính xác đó nhà ha, nên tạo cho cái công việc mình nó sẽ nhanh hơn. Những anh mà mình ghép công việc thường ngày thì có thể mình dùng cái này để tạo ra cái thời gian làm việc nó nhanh hơn các nhà ha. Dạ rồi, cái dụng cụ tìm các cái cặp này thì em nhận cái giá là 140k ha, 140k, 140k cho sản phẩm tìm các cái cặp này nha. Dạ rồi, tiếp qua sản phẩm tiếp theo nha ha. Dạ đây ạ. À. Đây sản phẩm tiếp theo. À, sản phẩm tiếp theo đây là dụng cụ đây là sản phẩm máy trị liệu nha. Máy trị liệu 8 miếng dán nha. Đó, sản phẩm này là máy trị liệu 8 miếng dán. Sản phẩm này là mình dùng
pin sạc nha, nói chung là pin sạc pin hoặc là pin trực tiếp cũng được cả nhà ha, vừa sạc pin luôn, vừa sạc pin và vừa pin pin trực tiếp luôn cả nhà ha. Đó, gần 8 miếng dán nha cả nhà, gần là 8 miếng dán, có nhiều chế độ nói chung là nó còn là tiếng tiếng Việt không có nhà, nó có chế độ ngôn ngữ nó chọn tiếng Anh tiếng Việt, nói chung là mình tìm về mình khám phá rồi ha. Nó có chế độ là chăm cú nè, chăm bớt nè, so bớt giác hơi nè, rất là nhiều chế độ cả nhà. Bây giờ mình tự cho mình sẽ khám phá đó nha cả nhà. Giá sản phẩm máy trị liệu 8 miếng dán này thì em xin để cho cả nhà giá là 105k nha cả nhà, 105k cho sản phẩm này ha. Dạ rồi, này có em sale sẵn sàng luôn, sale giá sẵn sàng luôn. Nói chung là em lấy được giá thì em sẽ phát hiện, em sẽ để cho cả nhà giá thấp để cho cả nhà vô được dừng ha. Dạ, tiếp theo đây là sản phẩm dụng cụ massage bảy con lăn ha, dụng cụ massage chân cổ bảy con lăn. Nói chung là dụng cụ này là rất là tiện lợi ha, để massage chân hoặc là mình để xoa bóp cho tỷ đây cả nhà. Đó, đây có thể mình mua về cho gia đình ông bà của mình có cái đau khớp đau chân đó cả nhà, mình chỉ cần thay dầu lên rồi mình để vậy đó cả nhà, rồi mình kéo rồi massage rất là ok đó cả nhà, rất là đã luôn. Nói chung mình thể nói chung có độ co giãn này, độ co giãn này có thể mình kéo lên từ dưới bàn chân mình kéo lên tới đùi luôn cả nhà. Nói chung là rất là nói chung tạo cái dưới bụng hông gồm cái bảy con lăn cả nhà ha. Nói chung là sẽ giáp dòng hết nguyên cái nào giò nguyên cái bàn chân nguyên cái chân mình luôn ha. Cái còn tiện lợi rất là ok luôn cả nhà ha. Mình có thể mình massage trên cổ, mình có thể mình co giãn cái nhà ha, có thể mình co giãn mình kẹp trên cổ ha, nảy lên nảy xuống, nói chung là rất là tiện lợi ha. Giải dụng cụ massage cổ, massage chân này, dụng cụ massage này là 70 này thì em sẽ có nhà giá là 55 nha các nhà, 55k ha, 55k cho sản phẩm này nha các nhà. 55k sản phẩm này rất là tiện lợi, nói chung là rất là tiện lợi và tốt cho sức khỏe luôn các nhà ha. Rồi qua sản phẩm này ha. Dạ đây tiếp theo, dạ đây là dụng cụ giác hơi nha các nhà, đây là dụng cụ giác hơi người 12 ly, dạ dụng cụ giác hơi 12 ly hết nha ha. Đó, sản phẩm của nó là dụng cụ giác hơi 12 ly ha, không dùng lửa nha các nhà, dùng tay ha. Nó đi kèm sản phẩm là một cái ống hút để mình hút mình giác hơi các nhà ha. Đó, đi kèm là em là 12 ly hết nha ha, 12 ly đủ kích cỡ luôn, bự nhỏ đều đủ ha. Đó, 12 ly đủ kích cỡ luôn các nhà ha, cỡ loại ly luôn các nhà ha. Đó, chỉ cần đây test thử cái nhà nha. Đây, đó mình đó, sản phẩm đó, mình chỉ cần đã vô đây. Đó, rồi mình bơm nó nha. Đó. Mình tích sức dầu vô rồi xong mình để vậy đó, mình kéo theo cái lực mà vừa phải cho người cần gác đó nha. Đó, rất là nhẹ luôn, không sợ phải đụng lửa hoặc sợ bị bỏng được, nói chung cái này có thể là mình nhờ con cái mình gác được, không cần phải là có nghề cho chuyên nghiệp để mình gác nha. Đó, thì vậy thôi mình chỉ cần rút ra cái nhà. Đó, đây là cái chốt để mình rút, khi mà mình chắc xong mình rút chốt ra ha. Đó, rất là tuyệt vời ha. Độ sản phẩm bây giờ 12 ly nhưng mà đủ kích cỡ luôn nha, bự nhỏ thì đủ hết luôn nha, luôn là tiện lợi rất là ok ha cái nhà. Đó, sản phẩm rất tiện lợi cho sức khỏe gia đình luôn, nói chung làm việc mệt mỏi lao nhức mình nãy đó thì mình có thể mình dùng để mình giác hơi, nói chung là thoải mái. Và với sản phẩm bộ giác hơi 12 ly này không dùng lửa này thì em cái nhà giá là 62 nhà, 60k sẽ cho bộ sản phẩm giác hơi 12 ly này và dạ, không dùng lửa. Dạ rồi, tiếp theo cái này ha. Dạ đây, tiếp theo đây là đây là inverter, đây là đồ mình biến điện cái nhà. Đó, cái này có thể mình dùng từ chuyển từ bình ắc quy 12V sang từ điện DC sang điện AC hết cả nhà ha. Đó, nói chung là mình có thể từ bình ắc quy mình chuyển thành điện 220 mình đi trực tiếp nha. Nó công suất của nó là 160W cả nhà ha. Công suất của nó là 160W. Nó có thể dùng nè, đây là cái nó ngoài cái này. Đó, sử dụng cho TV ha. Đó, có thể những lúc cục điện á, mình có thể mình sử dụng cho TV ha, tối đa 21 inch ha, đầu DVD nè. Đó, cái này là cục điện hồi xưa đó. Có thể dùng để sạc điện thoại,
nghe nhạc, lo nghe nhạc rất tốt, sử dụng cho đèn led luôn đó nha, nó sử dụng cho cái đèn led điện tử luôn đó. Đây nè, nó có thể sử dụng cho đèn 2U, 3U, 4U luôn nha. Mua sản phẩm này về mình có và kèm theo cái bình quy đó, xe Honda đó, mình có thể mình chuyển thành dùng cho các loại mà công suất tới 160W nha ha. Mình có thể dùng cho máy quạt, mình cũng máy quạt công suất nhỏ nha cả nhà, mình có thể dùng được luôn cả nhà ha. Đó, đèn bóng đèn hay điện tử sạc pin hay là wifi, nói chung là tất cả cái dụng cụ nào mình công suất nhỏ cả nhà ha. Đó, sản phẩm nó bao gồm cả nhà, nên là nói chung là mình rất là dễ sử dụng cả nhà ha. Gồm hai đầu âm dương thôi, và công tắc thôi. Mình hôm nay là được 2 cái cắm rồi cả nhà. Đó, bên đây được 2 cái cắm, mình cắm cái thiết bị nào mình sử dụng ha. Dạ, với sản phẩm cái hàng đứng điện từ 12V sang chuyển sang 220V này thì em được giá là 230 nha, 230k sản phẩm chuyển điện 12V sang 220V công suất 160W cái nhà, 230k thôi. Nói chung là rất tiện lợi cho mình ha, rất tiện lợi cho mình những cái cục điện này kia mình sử dụng nhiều cái bộ mình cần thiết để sử dụng ha, không lo sợ cục điện nữa nha. Thì đi kèm với sản phẩm chuyên biến bị biến điện này thì là sản phẩm biến điện từ bình ắc quy sang điện 220, thì đi kèm sản phẩm đó thì đây là sản phẩm sạc bình ắc quy nha cả nhà. Đây là sản phẩm để dùng để sạc bình ắc quy 12V ha, 3A dùng để sạc bình ắc quy xe hơi, xe Honda, nói chung là mình sạc bình ắc quy 12V cả nhà, dùng để sạc. Thì mình đi kèm hai sản phẩm này thì mình nói chung là không lo sợ cục điện nữa, nói chung là cục điện mình không còn lo sợ nữa, mình có thể sử dụng những cái dòng điện 220 luôn cả nhà ha. Đó, thì dụng cụ sạc bình ắc quy này em đặt cho cả nhà giá là 95k cái nhà, 95k cho dụng cụ sạc bình ắc quy 12V nữa, 3A hết cái nhà ha. Mẫu mã sản phẩm ở đây thì hai sản phẩm này thì sản phẩm sạc bình ắc quy này 12V này em đặt cho cả nhà giá 95k cái nhà, sản phẩm biến điện DC 12V thành 220V thì giá 230. Đó, thì sẽ có hai sản phẩm này thì mình cũng sẽ tính tiền thấy nha. Dạ rồi, cả nhà muốn chốt sản phẩm bên em thì cả nhà điện thoại trên màn hình đó nha, em có để số điện thoại trên màn hình để nhà điện thoại chốt hoặc cả nhà comment phía dưới em biết em liên hệ cả nhà ha. Dạ, tiếp theo ạ. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây là cái quạt quạt không cánh nha cả nhà, quạt không cánh 3 chế độ nha cả nhà. Đây là quạt không cánh 3 chế độ ha, không cánh 3 chế độ. Để mình đeo cổ, mình đeo lên cổ khi mình làm ngoài nắng hoặc là ngoài trời chỗ oi bức, mình đeo lên cổ mình bật lên thì cái lượng gió nó sẽ thổi vô cổ mình, thổi từ cổ mình lên lên trên đầu ha cả nhà, nó tạo độ mát, nói chung là không có đổ mồ hôi, nói chung cảm giác thoải mái cho mình ha. Thì sản phẩm này em sẽ để cho cái nhà giá 57k thôi nha, chỉ 57k thôi mà em sale sản phẩm còn to của em ha. Em sale máy quạt đeo cổ không cánh ha, 3 chế độ, 3 chế độ nha, 57k đấy cả nhà. Dạ rồi, hôm qua mới cả nhà ha. Dạ đây, dạ sản phẩm mới cho em giới thiệu cả nhà, đây là bộ sản phẩm dụng cụ 46 món nha. Dạ, đây là dụng cụ 46 món dùng sửa xe, dùng để sửa xe đạp, xe Honda ha, nói chung nó đầy đủ hết cả nhà. Dụng cụ 46 món đó đầy đủ hết dụng cụ ha. Bắn vít là bu lông này kia, đầu bắn vít là bu lông, nói chung là đủ là đủ hết luôn cả nhà, đó đầy đủ hết cả nhà. Thì bộ sản phẩm 46 món này em sale cho cả nhà với giá là 115k cả nhà, 115k cộng giảm tiền thì giá em bán 150 nè. Em sale thì bộ này chỉ còn có một bộ thôi cả nhà, cái này chỉ còn có một bộ thôi, thì em sale cho cả nhà với giá là 115 cả nhà. Em sale này em sale cho cả nhà mua về mình tôi cũng đầu tư, đầu tư em làm bếp thì em cũng dành một chút. Dạ rồi ạ, bộ dụng cụ 46 món dùng để sửa xe đạp xe Honda này thì hiện nay em sale còn giá 115k cả nhà, 115k cho sản phẩm này thôi. Cả nhà yêu mến kênh của em, các sản phẩm bên em thì cả nhà vui lòng cho em xin một like, mình vui lòng đăng ký để khi nào em làm giao clip tiếp sẽ báo được cho cả nhà nha cả nhà. Dạ rồi, tiếp theo đây là sản phẩm rồi. Đây là ống bơm chân xe dành cho xe Honda ha, mình bơm xe Honda, xe đạp, xe hơi gì cũng được hết nha. Loại này em đèn loại thường nha cả nhà, em lên loại thường trước ha. Đây là sản phẩm bơm chân một ti cả nhà, một xi lanh. Dạ đây,
Thôi em qua mau với em, sản phẩm này cả nhà cũng đã biết cái này ha, thì em chốt qua mau đi, còn nhiều sản phẩm tiếp theo nữa cả nhà ha, là anh biết bây giờ làm cũng lâu rồi không được nhiều sản phẩm này, qua mau dạ. Đây là sản phẩm ống bơm loại thường đó nha, con chân loại thường một xi lanh thì em sẽ có nhà giá 85k cả nhà, 85k cho sản phẩm này nha, 85k cho cái ống bơm này. Dạ rồi, đó là loại thường ha. Thì đi kèm loại thường thì em có cái sản phẩm hàng chính hãng đó cả nhà, hàng chính hãng của Hàn Quốc ha, thương hiệu Bia ha. Nghe và sản phẩm này tất cả nó là ti bằng inox cả nhà ha, cái đế sườn thì là sản sắt rất là chắc chắn, là sườn nói chung là sườn sắt có tôn cũng được tôn tấm xếp rất là dày ha, rất là nói chung là độ bền thì sản phẩm này nhà cũng biết rồi ha, đi kèm sản phẩm cho mình đó. Thì sản phẩm loại tốt này chính hãng Bia ti này thì em để cho cái nhà giá là 165k cả nhà, 165k bên này phải cho bơm xe hơi bảo cho bơm xe sẽ đạp xe hơi bao luôn các nhà ha, rất là tốt, nghe rất là bền, đi nóc ha, rồi 165k cho sản phẩm này nha các nhà ha. Đây rồi, thì em cũng có một sản phẩm dạ rồi, đây là sản phẩm tiếp theo ha các nhà, đây là sản phẩm tiếp theo là ống bơm chân, ống bơm chân dành cho xe, bơm xe đạp, xe ô tô, xe hơi, xe máy chỗ này là bao cả nhà bơm luôn các nhà ha, rất là nhẹ luôn, bơm mạnh, bơm rất là nhẹ luôn các nhà ha, đó. Cũng là thương hiệu chính hãng của Hàn Quốc Bia nha. Dạ cái này là IT hết nha. IT thay thay ống xi lanh ha, xi lanh. Cái này bơm là bao bơm cho các phương tiện bằng xe máy, xe tải luôn nha. Cứ tấn này kia là ok. Dạ rồi, mà sản phẩm này em nhà là giá 230k đó nha. 230k cho sản phẩm này nha. Dạ. Thôi, thì cái nhà giờ bên ngoài là biết ha, mình khỏi tháo ra ha. Dạ, sản phẩm tiếp. Dạ rồi, qua sản phẩm tiếp. Dạ. Đây, sản phẩm tiếp theo là máy mài nha. máy mài máy cắt sắt nha, dạ Makita, đây là máy mài máy cắt sắt Makita cái nhà ha, đó máy mài máy cắt sắt thương hiệu Makita nha, đó sản phẩm của nó là vậy cái nhà, này là xài điện trực tiếp nha cái nhà, đây là sản phẩm xài điện trực tiếp nha, xài điện trực tiếp máy mài máy cắt sắt Makita xài điện trực tiếp này cái nhà, sản phẩm nó về nha cái nhà. Sức nó rất là mạnh ha, nhưng mà rất là nặng. Hôm qua sản phẩm này thì cả nhà cũng biết rồi ha, em chỉ lên rồi em báo giá cho nó là nhanh, em lên nhiều được nhiều sản phẩm cho cả nhà mình lựa chọn ha. Dạ, cái sản phẩm máy mài máy cắt giặt này, các bạn giặt giặt cắt này em bán cho cả nhà giá là 395k cái nhà, 395k cho sản phẩm máy mài máy cắt này ha. Dạ, rồi theo qua sản phẩm theo thì đây dạ rồi sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu với cả nhà đi kèm với cái máy mài đó ha, đây là sản phẩm biến chuyển đổi máy mài máy cắt thành đưa tay hết cả nhà ha, đưa cầm tay hết cả nhà ha. Đó, sản phẩm này thì cả nhà có nhà có cái máy mài hoặc là mua cái máy mài đó thì mua kèm cái sản phẩm này mình có thể chuyển đổi cái máy mài máy cắt thành máy đưa tay ha, được để mình cưa cây cắt tỉa cành cưa cây rất là ok hết nhà, rất là tiết kiệm luôn. Khi mình mua máy cưa máy bây giờ cưa máy thì nó giá cả nó sẽ cao, nói chung là tốn chi phí thêm ha, thì mình có máy mài rồi mình chỉ cần mua bộ sản phẩm này thôi thì mình sẽ chuyển đổi máy mài thành cưa tay hết vậy ha, nó rất là tiện lợi luôn, nói chung là rất tiện lợi, rất tiết kiệm luôn, đi kèm một sản phẩm là nói chung là đầy đủ các phụ kiện ha, để mình có thể mình lắp đặt ha. Dạ, cái hướng dẫn đây đi kèm rồi cái bộ để mình hướng dẫn cho mình cách để mình lắp đặt vô hết vậy ha, đó chúng mình kèm đầy đủ hết, nó cũng đầy đủ hết anh nha, cả nhà sẽ mua sản phẩm mấy này kèm theo cái này mình được một hai dụng cụ luôn ha, cái là điều kiện gia đình mình luôn, mình có thể sử dụng đầy đủ không cả nhà ha. Cái sản phẩm máy mài dụng cụ chuyển máy mài thành cưa máy này cưa tay này thì em bán cái nhà giá nó 135k nha cả nhà ha, 135k cho sản phẩm chuyển đổi thành cưa tay này. Dạ rồi, làm sức chuyển đổi ha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo okay. Dạ đây là máy rửa xe. Dạ đây là máy rửa xe ha, máy rửa xe dùng pin, máy rửa xe dùng pin, đây là máy rửa xe dùng pin sạc nha cả nhà ha, bộ sản phẩm nó bao gồm là một cái súng ha, súng một sạc pin, bộ sạc pin là một cái pin ha, pin 48W nha, pin 48W, và một đầu nối súng ha, rồi xịt, và kèm theo ống 5m nha, ống dây 5m và một bình bọt tiếp ha cả nhà ha, đây cả nhà.
mạnh nha các nhà. Em có lần biết test cái sản phẩm này rồi, nó rất là mạnh nha các nhà. Cũng rất là mạnh nha. Thì bộ sản phẩm máy rửa xe xài điện sạc này em ở nhà với giá là để cái nhà là 400 nha, 455k nha các nhà. 455k cho một sản phẩm máy rửa xe đi sạc nha, máy rửa xe đi sạc. Thì tôi là mình mua về mình để rửa xe Honda, xe ô tô, hoặc là mình rửa sân, sạch trong rêu. Nói chung là hơn mình dùng để mình tưới cái cây tưới thuốc này kia là ok cái nhà ha, rất là tiện lợi luôn. Không phải dùng pin điện, nói chung là nguy hiểm cái nhà ha. Mình sạch xuống nước ra mình sạch thôi, là tiện lợi với mình nhanh gọn ha. Dạ rồi, tiếp theo là đây, sản phẩm tiếp theo là máy khoan nha, máy bắn vít, máy khoan của Hitachi, toàn bộ dụng cụ nó đầy đủ phụ kiện luôn cả nhà ha, đầy đủ phụ kiện cả nhà luôn nha. Đây là cái máy của nó đây nha, rất là đẹp luôn. Máy của nó đây, nó có 25 tọa độ trường thẳng nha, dùng để bắn vít nè, khoan tường nè và búa thẳng nha ha. Đó, đây là để mình tăng cái độ mạnh yếu của nó đây cả nhà ha, để mình thắng đường được cả nhà nha. Sản phẩm là gồm là hai cục pin các nhà ha, sản phẩm được kèm là hai cục pin 36V các nhà, hai cục pin 36V, một cục sạc pin test nắng được test cái này nè, nó có đèn để test để mình đi bắn cái hốc kẹt lên ống các nhà ha. Đây là mức tăng mạnh yếu các nhà ha. Đó. Nó có thước thủy không nhỉ, nước thước thủy để mình canh kiểm mực ha. Rồi hai bên nó kèm theo hai cái đầu bắn vít mate và đầu dẹp đấy ha, thành đây rất là ngầu, rất là đẹp luôn đấy nhỉ ha. Đó, thì sản phẩm nó kèm theo là dây lắc léo nè, mà cái đầu mấy mũi mũi khoan tường khoan sắt nè ha, mấy bóng bu lông nè, bóng bu lông bắn vít mate và đầu dẹp, nhưng mà đầy đủ hết nhỉ ha. Tổng bộ sản phẩm này thì tổng bộ sản phẩm máy bắn vít của Hitachi này thì em cái nhà cái giá là 525k nha các nhà, 525k cho bộ sản phẩm máy bắn vít này ha, 525k cho bộ sản phẩm bắn vít của Hitachi này ha. Dạ rồi, qua sản phẩm tiếp theo cái nhà ha, bắn vít xung vít Hitachi này thì cái nhà cũng biết như thế nào các nhà ha, rất là ok. Dạ, mình có thể này là sản phẩm mình mua để dùng gia đình rất là tiện lợi các nhà ha, dùng sử dụng gia đình thôi. Sản phẩm này công suất nó mình im dùng gia đình thôi, nhưng mà tiện lợi khi mình cần bắn áo này kia, bắn vít này kia, nói chung là rất là tiện thôi nha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo, đây là súng bắn bê tông thôi nha, súng bắn sắt bê tông dùng đạn nổ thôi nha. Đây súng bắn bê tông bắn sắt ha. Đó, thì sản phẩm này đang trên mạng nó rất là cả nhà nói chung là rất dễ sử dụng cả nhà ha. Sản phẩm nó gồm là một cây súng nha, đó, nó tặng kèm theo là 20 viên đạn nổ nha, 20 viên đạn nổ bên thép nữa nha, bên thép bên mình có chắc chắn nha, mình có thể mình bắn xuyên xuyên cái sắt rơi dày luôn cả nhà ha, nó bắn xuyên từ xe bê tông, nói chung là lực bắn rất là mạnh. Đó, cái này chỉ cần là về là mình dài vô thôi, nói chung là cái này là rất cũng tiện lợi cho cái làm lập phong, mình bắn cố định muốn bắt kệ này kia rất là tiện hết nha. Hỏi tốn mua tắc kê dít này kia, mình bắn là gì, mình bắn là có định luôn, hỏi tốn dít tay này xong rồi tắc kê đóng vô là rất là gần gà ha. Còn xuống này thì mình bắn trực tiếp vô luôn, có định dít sản phẩm là đi dòng để bôi trơn ha, đi dòng bôi trơn. Và đây là tay bịch tay nha, tại vì đạn nổ thì mình bắn rất là mạnh nha, tiếng nổ rất là lớn đó, kẹt và tiếng bảo vệ mắt ha, tổng được kèm là 20 viên đạn nổ ha, kèm sản phẩm đầy đủ hết các nhà ha, vệ sinh nồng luôn các nhà ha. Đó. Rồi thì cái sản phẩm này em đã với cái nhà với giá là 370k các nhà ha, 370k cho sản phẩm súng bắn này, súng bắn bê tông sản phẩm sắt này ha, mình thép đạn nổ nha. Để rồi thì khi mà cái nhà mình sử dụng hết các bạn này á, giúp bắn này á, thì em cũng có, bên em cũng có bán giúp luôn ha cả nhà ha. Thì một bịch dày, một bịch dày là 100 cái đinh để dùng mà cho xuống bắn đạn nổ này ha. Thì 100 đinh đạn nổ thì em bán cho cả nhà với giá là
95k nha, 95k, 95k cho 100 viên ăn ổn ha. Dạ rồi. Sản phẩm này em cái súng bắn tâm này em bán cho cái nhà với giá là 370k cái nhà ha. 370k cho sản phẩm này nha. Dạ rồi, hôm qua sản phẩm này ha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu cái nhà là bộ dụng cụ sửa chữa dành cho gia đình cái nhà ha. Đây là bộ dụng cụ sửa chữa dành cho gia đình nha. Bộ nó gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 món thôi nha. Dụng cụ này gồm dạ bộ dụng cụ này nó gồm đây hết nha, đầy đủ hết nha. Thước đo 2m, búa, mỏ đất, kìm, dao cắt, dứt tử điện, mấy ống điếu hết nha, và mấy tờ ke, dứt tờ dẹp, và cùng keo điện hết nha. Toàn bộ sản phẩm này em bán cho cái nhà với giá là nay em sale còn đây còn một bộ thôi, em sale cho cái nhà giá 95k cái nhà, 95k thì bộ sản phẩm này rất là rẻ luôn cả nhà ha. Cả nhà đi ra ngoài mua từng món thì nếu mua đây thì giá nó sẽ rất là cao cả nhà ha. Nay em nó có nằm trong hộp rất là gọn luôn, mua về để mình sử dụng cho gia đình rất là ok cả nhà ha. Thì trong bộ sản phẩm này em sale với cái nhà với giá là 95k thôi cả nhà ha, còn một bộ này em sale với nhà 95k thôi. Đây là công tắc ha nha, công tắc cảm biến nha. Đây là cái này là chui đèn cảm biến đó nha. Dạ, đây là chui đèn cảm biến ha. Khi mà mình sử dụng gắn cái này thì mình dùng bất cứ bóng đèn nào mình gắn gắn vào đây thì nó sẽ trở thành một đèn cảm biến để tự động bật khi có người đi qua cái nha ha. Đó, đây là công tắc cảm biến ha. Mình chỉ cần bật trực tiếp các bóng đèn loại nào cũng được. Bóng đèn mình gắn vào thì nó sẽ tự động bật tắt khi có người đi qua nha cả nhà. Đó, đây là chui điện cảm biến đó các nhà. Dạ, với cái sản phẩm chui điện cảm biến này á thì em nhà giá là 55k các nhà, 55k cho sản phẩm chui điện cảm biến này. Dạ, 55k cho sản phẩm chui điện cảm biến ha. Đó, như vậy mình chỉ cần gắn bóng đèn vô thôi, bất cứ bóng đèn nào thì thích ha. Đây là quyết định giờ hai đêm dây nguồn ha, mình lại trực tiếp vô thì nó sẽ biến cái bóng đèn thường thời thành bóng đèn cảm biến khi có người đi qua ha, tự động bật tắt khi có người đi qua nha các nhà. Đó, rất là tiện luôn ha, rất là tiện lợi luôn. Sử dụng cái này rất tiện lợi, phải mua cái này cũng rất là tiện nha. Rồi sản phẩm này em xin để cái nhà giá 55k nha, 55k cho cái chui điện cảm biến này ha. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, đây là sản phẩm dụng cụ biến chuyển máy thành máy cưa ha cái nhà ha, thành cưa động, dụng cụ chuyển máy quan thành cưa động nha cái nhà, dụng cụ chuyển máy quan thành cưa động ha. Mình chỉ cần chỉ cần gài vô cái máy khoan thôi. Đó, mình đây sản phẩm đi kèm là tay cầm hết cái nhà ha. Cái này là mình bắt vô gài vô cái đầu máy khoan cái nhà ha. Đây nó kèm theo là ba lưỡi cưa nha, lưỡi gọi là lưỡi cưa sắt, cưa lưỡi mỏng kèm ba lưỡi ha. Bây giờ mình chuyển thành máy khoan thành máy cưa lỏng như cưa cây cái nhà ha, rất là tiện lợi luôn cái nhà ha. Đó, cái bộ sản phẩm chuyển đổi này thì em để cho cái nhà giá là 95k đấy ạ, 95k cho cái bộ sản phẩm này ha, 95k cho một bộ chuyển máy khoan thành cưa cái nhà ha. Dạ rồi, nãy giờ em cũng làm clip nó cũng dài ha cái nhà ha, em xin tạm dừng clip của mình tại đây ha. Em xin chúc cả nhà ngày đầu tư vui vẻ, gia đình vui vẻ, là tràn đầy hạnh phúc ha, và thành công trong suốt tuần hết nhà ha. Rồi em xin cảm ơn và cả nhà yêu mến kênh của em thì em xin mời bật like, bật đăng ký để em có làm clip sale các sản phẩm mới về thì báo cho cả nhà nha. Dạ, em xin cảm ơn cả nhà đã xem clip của em ạ. Em cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, chào cả nhà.